Vâng, xin chào anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với Kawat. Hôm nay em tiếp tục về cho anh em được một chiếc Omega. Thì chiếc này về thì tình trạng là new full box anh em nhé. Đây là cái hộp ngoài các tông của em nó. Đây, chúng ta sẽ có một cái số thông tin của Omega ở đây. Đây, em sẽ cùng khui hộp luôn cho anh em nhé. Đây, chúng ta sẽ có một cái hộp Omega như thế này. Đây là cái hộp các tông ở ngoài thôi để bảo vệ cái hộp trong. Đấy, giúp cho cái hộp trong nó không bị bẩn và không bị rách hay là va đập gì. Đấy, một cái hộp trắng mới tinh anh em nhé. Đây. Đấy, đây cái bản này thường thì em sẽ rất là ít khi về hàng new cho anh em. Tuy nhiên có một số deal giá tốt thì em vẫn nhập về cho anh em nhé. Đây, cụ thể là chiếc này, bản này là một bản Omega mốp tím rất là đẹp. Chiếc này thì em có cả new lẫn lướt. Đây. Và đây là trên tay em đang là chiếc lướt anh em nhé. Chiếc này thực ra là một chiếc siêu lướt thôi. Đấy, cũng rất là mới. Và còn một chiếc new nữa. Em lại tưởng đây là chiếc new cơ. Nhưng mà không phải. Vì hộp nó rất là mới. Tại vì em về là về hai chiếc một lúc. Đấy thì em sẽ lên cái chiếc lướt này trước luôn đi. Tuy là lướt nhưng mà tình trạng còn rất là mới anh em nhé. Có thể coi là siêu lướt và đủ hết full set hộp sổ, thẻ và tag luôn này. Đấy, chúng ta sẽ có một cái tag như thế này. Đấy, máy thì máy 8.500 anh em nhé. Bảo hành toàn cầu 4 năm này. Đấy, đây là toàn bộ 3 thẻ của em nó này. Thẻ bảo hành toàn cầu này. Thẻ kim cương này. Đấy, chúng ta sẽ có 0.17 carat kim cương này. Ở đây có 11 viên kim cương trên đai của mặt anh em nhé. 11 viên kim cương này. Đây. Cái bản mốp tím này rất là đẹp. Đấy, thực sự cái bản này em về lúc nào thì cũng là gần như là hết lúc đấy luôn. Và ở đây chúng ta sẽ có cái thẻ pick to RAM anh em nhé. Có mã sản phẩm, có seri. Ở đây chúng ta sẽ có các cái thông tin đầy đủ hết. Ví dụ như kim cương này, vành tóc silicon 14 này, chống từ 15.000 gau, kính sapphire này, bảo hành toàn cầu 4 năm này, chống nước 150m, cỗ máy chạy đạt chuẩn COSC. Đấy, rất là nhiều các cái tính năng và công nghệ được hãng người ta ghi trên cái thẻ này luôn. Chiếc này thì tình trạng siêu siêu lướt, thẻ vẫn còn chưa vào date luôn anh em nhé. Đấy, rất là mới. Ok. Đây, còn đây là đồng hồ chúng ta. Và vẫn là có một cái cuốn sổ như thường lệ thôi. Đấy, rất là dày dặn. Thì như lúc nãy em đã nói thì bên em đang sẵn vừa về luôn hai chiếc, một chiếc new, một chiếc lướt. Đấy thì chiếc lướt này thì tình trạng là có thể coi là siêu lướt luôn em nhé. Về một cái thì em lên luôn cho anh em, không cần phải sửa ba luôn. Rất là mới. Thực sự anh chị em chơi những cái bản siêu lướt như thế này cũng rất là hợp lý đây này. Cái phần anh em nhìn phần thân của nó này, chưa hề đánh bóng nha. Đấy. Nguyên bản từ hãng hết này, chưa hề đánh bóng này. Nó như một cái đồng hồ mới ấy. Em chưa lau luôn. Đây em sẽ lau qua cho anh em. Đấy, anh em chơi những cái bản siêu lướt như này cũng rất là hợp lý. Chúng ta vừa có một cái chiếc đồng hồ rất là mới. Và đi kèm với đó là sẽ có một mức giá cực kỳ hợp lý để anh em chơi. Như chiếc siêu lướt này thì bên em đang giao lưu là 79 triệu anh em nhé. 79 triệu. Còn cái chiếc new kia thì bên em đang giao lưu là 95 triệu. Đấy thì anh em lấy chiếc nào cũng được, chiếc nào cũng hợp lý thôi. New thì dành cho những anh khách mà thực sự là chỉ thích hàng new. À, có rất nhiều, em có rất nhiều anh khách quen mà cũng chỉ thích những mua hàng new thôi. Tại vì new, thực ra new có nhiều chiếc deal giá cũng rất là tốt. Như chiếc này em săn được deal 95 triệu cũng rất là tốt rồi anh em nhé. Đấy. Cho nên người ta sẵn sàng bỏ ra cao hơn khoảng chục triệu, hơn chục triệu chút xíu để chơi một chiếc hàng new. Cũng hợp lý thôi. Đấy, còn mà những anh mà không quá quan trọng về cái vấn đề hàng new hay lướt
Thực ra cái chiếc này là siêu lướt thôi nha. Đấy, chiếc này gần như là mới luôn này. Đấy, thì chơi những bản như thế này cũng rất là hợp lý. Đây. Đấy, anh em nhìn này, cái sự ảo diệu của chiếc này nó nằm ở cái mặt khảm trai. Đấy, và kết hợp với cái cọc kim cương nó rất là đẹp. Cọc kim cương này, kim cương hạt to anh em nhé. Chúng ta sẽ có 11 viên kim cương được đính lên đai của mặt. Cái này nó phải có phải nói là nó có một cái đai của mặt nó rất là ma mị. Đấy, khi mà chúng ta nghiêng một góc mà có đủ ánh sáng ấy, thì toàn bộ cái vân của cái con trai này nó được nổi lên rất là đẹp. Mà cái điểm đặc biệt nữa là cái vân của từng chiếc ấy, thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau anh em nhé. Mỗi chiếc nó sẽ có một cái vân khác nhau. Đấy, bởi vì mỗi chiếc nó sẽ sử dụng một cái con trai khác nhau, cho nên là nó sẽ có một cái vân khác nhau anh em nhé. Không chiếc nào giống chiếc nào cả. Đấy là một cái điểm rất là hay từ cái chiếc này. Đây anh em nhìn này, bảy sắc cầu vồng luôn, rất là đẹp. Đấy, trong cái tầm giá mà dưới 90 triệu, loanh quanh 90 triệu, thực sự em thấy cái chiếc này rất là đáng chơi. Vì thứ nhất là cái mặt của nó rất là đẹp, mặt khảm trai. Đấy, và bản này cũng là bản máy 8.000 năm đời mới nữa. Chúng ta sẽ có Master Coaxial anh em nhé. À, tức là bản máy 8.000 năm đời mới rồi đấy. Và được sử hữu một cái chiếc đồng hồ siêu lướt như thế này. Nó gần như mới luôn. Chưa hề sờ ba hay đánh bóng gì cả. Đây, anh em cùng nhìn kỹ một chút cái đai ở mặt của em nó này. Phê thực sự anh em ạ. Chiếc này thì bên em bán rất là chạy, gần như về lúc nào là hết lúc đấy. Mà cứ về, nói chung là các anh khách mà đã mua chiếc này rồi thường có những feedback rất là, tức là rất là yêu thích chiếc này. Đấy, bởi vì cái mặt của nó quá đẹp. Đây. Đấy, còn độ mới thì anh em khỏi phải nghĩ với chiếc này nha, quá là ok luôn. Mặt sau này, mặt sau chúng ta sẽ có đầy đủ hết các cái thông tin của em nó. Cái bản máy 8.000 năm đời mới, chúng ta sẽ có vành tóc silicon 14 em nhé. Đấy, giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta nó chống từ chống sốc rất là tốt. Đấy, chống từ lên đến 15.000 gau này. Đấy. Còn cỗ máy thì rất là chất lượng rồi. Máy cỗ máy này thì nguyên bản chưa hề mở máy, chưa làm gì luôn em nhé. Bởi vì chiếc này nó rất là mới mà. Đây, anh em nhìn này, nó sắc nét đến từng con ốc luôn. Đây, em sẽ lau qua một chút. Đây, đấy, em lau qua một cái thì nó lại rất là mới luôn này. Gần như kể cả đáy cũng gần như chả có vết xước nào luôn anh em nhé. Dây này, đấy anh em nhìn cái dây kia, nó rất là mới này. Phần dây phần ngoài thì nó sẽ có vài vết xước ở đây anh em nhé. Xước cũng không đáng kể đâu. Đây em sẽ lau qua anh em sẽ nhìn rõ hơn này. Đấy, bởi vì phần này là dây người ta đánh bóng cho nên là nó sẽ rất là dễ xước. Đây, mà chủ cũ người ta giữ được như thế này là phải nói là nó rất là tốt rồi anh em nhé. Đây, đấy, đúng chỉ có hai vết xước nhỏ nhỏ ở trên này thôi. Rất là mới. Bên này thế, bên này gần như chỉ có vài vết xước lông mèo thôi. Ok. Này, rất là chất lượng. Đấy, chiếc này nó đẹp quá, cho anh em nhìn thêm một chút nữa cái mặt tay của em nó nha. Thực sự em rất là có cảm xúc với chiếc này. Đấy. Nhìn rất là mê. Ok, em xin nhắc lại một lần nữa là chiếc này thì tình trạng là siêu lướt anh em nhé. Rất là mới, zin nguyên bản. Đồng hồ bên em thì cam kết chính hãng 100% và bảo hành 5 năm. Đấy, cho anh em an tâm sử dụng nhé. Chiếc này thì bên em đang giao lưu mức giá là 79 triệu.
Đấy, với bản siêu lướt như thế này. Và còn một chiếc new nữa thì bên em đang giao lưu là 95 triệu anh em nhé. Size sẽ là 38.5. Nó sẽ phù hợp cho anh em có tay từ 15.3 trở lên. Đây. Tay em thì là 15.8 anh em nhé. Thì đeo thì rất là vừa. Đấy. Đeo nó gọn gàng trên cổ tay của mình luôn. Rất là đẹp. Đấy. Cây size này thì tay dưới 16.8 là đeo đẹp anh em nhé. Dưới 16, dưới 17 đi, dưới 17 cũng được, 17 đeo các chú lớn lớn tuổi thường sẽ thích đeo nhỏ. Ok, anh em quan tâm mình liên hệ bên em nhé, một cái chiếc siêu lướt giá rất là tốt lên giao lưu cùng với anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của em nha. Bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.